We'll be right back.
Chào các bác đã quay trở lại với kênh Thanh Hà Audio. Và vừa rồi thì các bác cũng đã được nghe thử cái chất âm phát ra ở trên cái chiếc âm ly chạy mạch Class D đến từ cái thương hiệu Tech các bác nhá. Cũng giống như là các cái thương hiệu hàng đầu đến từ châu Âu thì các cái sản phẩm chạy mạch Class D thì thường thì sẽ có một cái hình thức cực kỳ là nhỏ gọn nhưng mà lại mang trong mình một cái chất âm cũng như là một cái công suất cực kỳ là kinh khủng đúng không ạ? Có thể là kéo được hoàn toàn với lại các cái dòng loa thùng cũng như là loa cột hay là loa cây các bác nhá. Các cái dòng Class D thì sẽ được bên châu Âu thì cực kỳ là họ yêu thích cũng như là ưa chuộng các cái dòng chạy mạch Class D, bởi vì là các cái dòng Class D thì thường nó sẽ cho một cái công suất cực kỳ là kinh khủng. Và cái sản phẩm trước mắt các bác đây thì có cái mã model là Tech AX505 các bác nhá. Có một cái size cực kỳ là nhỏ gọn, chỉ bằng đúng một cái tờ giấy A4 mà thôi. Vì vậy mà các bác có thể là đặt Tech 50 AX505 này ở trong phòng khách cũng như là phòng ngủ hay là đặc biệt là phòng làm việc thì cực kỳ là hợp lý các bác nhá. Khác với lại những cái chiếc âm ly chạy mạch Class A hay là Class AB thì có một cái hình dáng cực kỳ là kinh khủng, nhưng mà với Class D thì có thể các bác dễ dàng đặt ở trong cái phòng làm việc thì với cái hình thức cực kỳ là nhỏ gọn đúng không ạ? Và với Tech AX505 này thì các bác cũng có thể là ghép với lại những cái chiếc DAC DAC giải mã cũng đến từ cái thương hiệu Tech luôn, như là cái dòng UD505 cũng như là LT505 thì nó sẽ đồng bộ và hợp lý hơn rất là nhiều các bác nhá. Và AX505 này thì là một cái sản phẩm nằm ở trong cái series 505 được hãng phát triển vào những cái năm 2019 trở lại đây, vì vậy mà nó cũng sẽ rất hiếm ở trên cái thị trường đồ cũ đã qua sử dụng đúng không ạ? Đấy. Và AX505 này thì được hãng phát triển nằm ở trong cái phân khúc cao cấp, vì vậy mà chắc chắn sẽ được hãng trang bị cho rất nhiều các linh kiện cao cấp cũng như là được chọn lọc, thì đều được hãng đặt những cái module cao cấp đến từ cái công ty Hyper đến từ hàng đầu đến từ Hà Lan. Và cái module đấy thì có cái mã là N-Core đúng không ạ? Được riêng cái công ty về công ty Hyper đấy thì được đánh giá rất là cao ở trong cái giới audio và được các cái hãng audio nằm ở trong cái phân khúc high end hàng đầu như là Zepp Rowland này hay là Mola Mola thì đều đặt hàng của cái bên Hyper này. Đấy, cả hai thì đều là những cái thương hiệu hàng đầu ở trên thế giới đúng không ạ? Và với Tech AX505 này thì với một cái hình thức siêu nhỏ gọn này nhưng mà lại mang trong mình một cái công suất cực kỳ là khủng. Có một cái công suất lên đến 180W với trở kháng là 8 ohm và sẽ cho các bác là 260W với trở kháng là 4 ohm cho hai kênh các bác nhá. Dư sức để cho các bác kéo các cái dòng loa như là loa thùng hay là loa cột. Nói chung là có thể kéo được hết đúng không ạ? Và hôm nay thì về hàng với hình thức siêu siêu đẹp các bác nhá, siêu lướt. Đấy, với một cái mức giá chỉ có 23 triệu thôi. Và như các bác đã thấy thì bên bề ngoài thì Tech AX505 này thì được design với một cái tông màu trắng hoàn toàn các bác nhá, đều được làm bằng các vật liệu như là mặt nhựa bằng nhôm phay hết các bác nhá. Các bác sẽ có hai bên cũng là quai sách cũng bằng nhôm này, mặt trước cũng là mặt phay nhôm này, phay nhôm xước đúng không ạ? Mặt trên thì cũng là nhôm. Và phía bên ngoài cùng này thì sẽ là một cái nút cần gạt để các bác gạt nguồn các bác nhá. Và tắt nguồn, tiếp đến là các bác cũng có thể là cắm tai nghe luôn trên âm này luôn. Tiếp theo là các bác sẽ có một cái suộc input selector thì các bác cũng sẽ có các cổng vào như là line 1, line 2, line 3 này. Hỗ trợ cho các bác là một đường XLR đúng không ạ? Kèm theo đó là sẽ các bác sẽ được trang bị hai cái đồng hồ VU này, cũng có hiển thị luôn cả hai kênh và bên trái và bên phải luôn. Tiếp theo bên ngoài cùng bên tay phải thì sẽ là một cái nút volume và em này thì chuẩn là Hi-Res audio các bác nhá. Và sau đây thì em xin được quay lại gần hơn để giới thiệu cho các bác về hình thức của em này. Em này thì về hàng thì hình thức đẹp xuất sắc rồi, vì vậy mà cũng không có cái điểm chê gì trên em này các bác nhá. Phía sau thì các bác sẽ có các cái cổng vào đây ạ. Như em vừa đã đọc thì có RCA XLR này. Đúng không ạ? Đấy. Em này thì được sản xuất tận những cái năm 2020 đấy ạ. Đấy, vì vậy mà cũng còn rất là mới cũng như là rất hiếm ở trên cái thị trường đồ cũ này. Đấy, các cái cầu loa thì cũng đều được của làm theo cái dạng tiêu chuẩn đời mới cao cấp thế hệ mới của hãng. Đấy. Hiện tại thì em đang ghép với lại cái chiếc cái cặp loa đến từ cái thương hiệu Elac và các cái phụ kiện đi kèm của cái em Tech AX505 này thì các bác sẽ có khiển zin này, dây nguồn và Cataro các bác nhá. Không có thùng. Và với đây cái dòng Elac này thì có rất nhiều bác bảo là cái cặp này thì khó ghép đúng không ạ? Đấy, nhưng mà khi mà ghép với lại một cái chiếc âm ly cực kỳ là nhỏ gọn như thế này mà các bác đã thấy là một cái chất âm nó cực kỳ là nội lực đúng không ạ? Cả hai cái sản phẩm này thì đều được design với một cái form rất là nhỏ gọn thôi nhưng mà cũng lại sở hữu một cái chất âm của người lớn
Đấy, tiếng bát của Elac thì cực kỳ đã là cực kỳ là lặng rồi, và kèm theo đó là một cái dải cao thì rất là hay. Vì vậy mà em đã phối ghép cái hai cái sản phẩm này với nhau để các bác chơi ở trong những ngày Tết hay là đặt ở trong phòng làm việc thì thư giãn trong những lúc mệt mỏi nghỉ ngơi thì hết sức là tuyệt vời, đúng không ạ? Đấy. Và cái cặp loa này thì em đang sale chỉ còn cái mức giá là 18 triệu thôi các bác nhá. Và Tech AX505 này thì với mức giá là 23 triệu. Đấy. Các bác quan tâm về cái sản phẩm này thì hãy liên hệ trực tiếp với em qua số điện thoại cũng như là nhắn tin qua fanpage hay là qua Zalo, em để trong phần mô tả các bác nhá. Và chắc là cái video này thì em cũng xin được dừng tại đây thôi. Hẹn gặp lại các bác trong một cái video sớm nhất để tiếp tục giới thiệu các cái sản phẩm mới về hàng cũng như là gửi đến các bác các bài test các bác để các bác tham khảo về cái chất âm của những cái sản phẩm có mặt bên phía shop các bác nhá. Cảm ơn các bác đã dành thời gian theo dõi video ạ.